Chào tất cả các anh em nhá. Rồi, hôm nay thực ra là mấy ngày hôm nay do em bận làm cái lô máy Kubota này 50 con này để em giao đi miền Tây này, đâm em không có thời gian làm video được, nên có khi anh em sẽ thắc mắc là tại sao mấy hôm nay em lại không thấy lên video. Vì hai ngày nay, ngày hôm qua, ngày hôm nay em bận làm cái lô máy này để chở đi cho các anh em trong miền Tây. Các anh em đặt 50 con chở đi miền Tây thì em lại không có thời gian, để bận quá không có thời gian để làm cái video. Bây giờ xong cái lô máy này rồi, bây giờ em đây đang quấn dây bóng để chở đi. Ôi Tuấn này, hai con này để riêng, để riêng ra, còn 5 con này để một người này, hai con đấy là phụt, có gì phụt vào đánh dấu vào, buộc cái dây gì vào đây. Em đang quấn để chở đi cho lên xe chở vào miền trong luôn đấy nhá. Thì trong vài ngày tới em sẽ về rất là nhiều luôn đấy. Vài ngày tới em sẽ về vài trăm con luôn. Những con này là em xếp ra đây là chở tí nữa là chở đi hết rồi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nhá, các loại động cơ luôn nhá. Các loại động cơ, không chỉ riêng về máy, riêng gì máy gạt cả. Đủ các loại động cơ nhá. Chỉ cần anh em alo cho em sẽ được tư vấn nhiệt tình luôn. Thật sự là em có nhiều đơn hàng mà mấy ngày hôm nay bận quá làm cái lô máy nhỏ này cho các anh em ở trong miền Tây đặt hàng, thì không có thời gian để tép máy cho những cái anh em đặt mình mua máy lẻ ấy. 6, 7, 8. Cho các anh em mua máy lẻ. Qua đây em cũng để riêng ra, đừng để lẫn lộn nhá, chả nhầm ấy. Qua đây em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của em rất nhiều ấy, cảm ơn. Thì bên cơ sở em anh em nào đăng ký kênh của em thì biết rồi, bên cơ sở em không chỉ bán riêng gì máy gặt cả, mà em bán tất đủ các loại máy gặt nhá, đủ tất cả các loại máy nha anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Cái dòng máy nhặt cái dòng máy gặt DC70 này, V2203, máy không turbo này, máy Giang Ma này, máy Isuzu 4GB1, tất cả các loại máy nhỏ anh em cứ alo cho em. Đa số là em có hết nhá. Anh giấu không? Cơ sở em đủ cả nhá. Mà cứ ghi 5 con kia trước, 5 con kia Sài Gòn kìa. Để ta tí ra xem vào Zalo mới biết được. Đây, những cái máy này là em chuẩn bị sắp xếp, là chuẩn bị chuyển đi vào miền Tây nhá. Còn tầm 5 ngày nữa là em sẽ về thêm 100 con nữa. 5 ngày nữa 100 con nữa. Anh em hiểu không? Ok. Được qua đây thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì cứ alo liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên cái đầu video ấy. Anh em nào cứ cần thì alo cho em nhé. Cảm ơn mọi người. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã thực sự là ủng hộ kênh của em rất là nhiều. Cảm ơn nhé. Nếu mà anh em nào có dịp ra Vĩnh Phúc chơi thì qua cơ sở em, thăm cơ sở của em và chơi với em. Cảm ơn tất cả mọi người. Chân thành cảm ơn.